Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tuổi trẻ quận Kiến An đã đẩy mạnh tổ chức tuần hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn với nhiều việc làm thiết thực, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tuổi trẻ quận đã thăm và tặng 22 suất quà cho các đồng chí thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn quận với tổng số tiền trị giá 4 triệu 400 nghìn đồng. Quận đoàn và đoàn thanh niên các phường tổ chức dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các liệt sĩ tại 7 nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp sáng trên mộ phần của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện tấm lòng của thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn ghi nhớ công ơn của thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh cho hòa bình của Tổ quốc.